Ăn mì chính có gây suy giảm trí nhớ? Mì chính từng là gia vị được ưa chuộng, song gần đây nhiều gia đình loại bỏ chúng vì cho rằng có thể gây suy giảm trí nhớ. Điều này có đúng? Thành phần chính của mì chính là glutam, một loại axit amin phổ biến giúp cấu tạo nên chất đạm, protein trong cơ thể sống. Mì chính có vị umami hay còn gọi là vị ngọt thịt, giúp làm gia tăng vị ngon cho thực phẩm. Trước đây, mì chính, bột ngọt, từng là gia vị được ưa chuộng. Gần đây, nhiều gia đình đã loại bỏ mì chính vì nỗi lo gia vị này có thể gây chóng mặt, buồn nôn và gây suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, đây là gia vị sử dụng phổ biến, được rất nhiều các tổ chức y tế có uy tín trên thế giới nghiên cứu và đánh giá về tính an toàn. Trong hơn 30 năm nghiên cứu và đánh giá, các tổ chức y tế và sức khỏe hàng đầu trên thế giới đều đánh giá mì chính là gia vị an toàn trong chế biến thực phẩm. Vào năm 1987, tại Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 31, JCFA, Ủy ban Hỗn hợp các chuyên gia về phụ gia thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, và Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, FAO, chính thức xác nhận mì chính là gia vị an toàn cho sử dụng và không quy định liều dùng hàng ngày cho gia vị này. Ngoài ra, hiện các tổ chức sức khỏe khác như Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu, EC, SCF, hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ, FDA, cũng kết luận, mì chính là gia vị an toàn, không gây ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào đến sức khỏe của chúng ta. Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng đưa mì chính vào trong danh mục các loại phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Não bộ của chúng ta có hàng rào máu não, không phải chất nào cũng có thể xâm nhập qua hàng rào này để vào bên trong. Glutam không đi được vào đường tuần hoàn, không vào huyết tương hay hệ thống não bộ. Do đó, mọi người có thể yên tâm sử dụng mì chính trong chế biến món ăn mà không cần quá lo về nguy cơ suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý mì chính chỉ là gia vị thực phẩm có chức năng điều vị an toàn. Khi chế biến thực phẩm cần phải đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất bột, chất xơ, chất béo, khoáng chất có trong nguồn thực phẩm tự nhiên như thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả. Ngoài ra, trong các nguồn thực phẩm tự nhiên cũng chứa glutam. Glutam về bản chất cũng giống như glutam trong mì chính. Vì thế, thực phẩm chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên thường đã có vị ngon ngọt, vị umami, và việc sử dụng một lượng thích hợp mì chính và các gia vị khác tùy theo nhu cầu từng món ăn sẽ giúp cho món ăn được ngon miệng hơn. Cho mì chính trực tiếp vào nồi canh đang sôi có gây độc hại? Cho mì chính trực tiếp vào nồi canh đang sôi có thể gây độc hại hay không là chủ đề gây tranh cãi và được nhiều người quan tâm. Mì chính, hay monosim glutam, MSG, là chất điều vị được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực để tăng cường hương vị của các món ăn. Mì chính được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 bởi nhà khoa học Nhật Bản, Kikun Aikeda. Ông phát hiện axit glutamic, loại axit amin tự nhiên, có khả năng tạo ra hương vị umami, một trong năm hương vị cơ bản cùng với ngọt, chua, mặn và đắng. Nhiều năm qua, mì chính trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người. Một số người tin rằng mì chính có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra mì chính an toàn khi được sử dụng với lượng hợp lý. Các tổ chức y tế lớn như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, đều công nhận mì chính là chất phụ gia an toàn. Tuy nhiên, một số người có thể nhạy cảm với mì chính và nên hạn chế sử dụng. Một câu hỏi phổ biến mà nhiều người nấu ăn thường đặt ra là liệu việc cho mì chính trực tiếp vào nồi canh đang sôi có gây độc hại không? Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa cho biết, thực tế, việc cho mì chính vào nồi canh sôi không gây ra bất kỳ phản ứng hóa học độc hại nào. Các nhà khoa học đã chứng minh mì chính chỉ bị mất tính điều vị, mất khả năng tạo vị cho món ăn ở nhiệt độ trên 3.000 độ C trong 2 giờ. Trong khi đó, nhiệt độ nấu nướng thông thường của chúng ta là 100 độ C, cá biệt có nhiệt độ sôi của dầu là 260 độ C, do đó, mì chính không bị phân hủy và không tạo ra các chất độc hại ở nhiệt độ nước sôi. Theo ông Thịnh, dù mì chính không gây độc hại khi cho vào nồi canh đang sôi, nhưng việc sử dụng mì chính cũng cần tuân theo một số nguyên tắc để đảm bảo sức khỏe.
Mì chính chỉ nên được sử dụng với lượng nhỏ, khoảng 1-2 muỗng cà phê cho mỗi lần nấu ăn. Việc lạm dụng mì chính có thể làm mất cân bằng hương vị tự nhiên của món ăn và gây ra cảm giác không thoải mái cho người nhạy cảm. Để giữ được hương vị tốt nhất, bạn nên thêm mì chính vào món ăn ở giai đoạn cuối của quá trình nấu. Điều này giúp mì chính tan đều và không bị nấu chín quá lâu, giữ được hiệu quả điều vị tối đa. Ngoài mì chính, bạn cũng nên kết hợp với các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng và các loại thảo mộc để tạo ra hương vị phong phú và tốt cho sức khỏe. Vị chuyên gia chia sẻ, nếu bạn hoặc người thân trong gia đình có triệu chứng nhạy cảm với mì chính, hãy hạn chế sử dụng và thay thế bằng các phương pháp điều vị tự nhiên khác. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh cách nấu ăn phù hợp để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.